Hello các bạn, hello. Hôm nay đi thăm đất Mộc Mẫu Hoa, tiêu với hàng trăm cây bơ. Mà đất của người ta nha, phải của mình đâu. Này ở tỉnh lộ 329 nha các bạn. Các bạn đi đó, đường nào xuống cũng được, nhưng mà cái đường dễ vào nhất là đi quốc lộ 55 xong tới tỉnh lộ 329 quẹo trái vào. Đường ở ngoài xe tăng chạy luôn. Đường ngoài xe tăng chạy thoải mái. Xe tăng quay đầu luôn. Ta chạy đường nhựa thôi. Thì bây giờ các bạn thấy tiêu. Hiện bây giờ là cái mùa này á, cái mùa này đúng là cái mùa xấu nhất của mùa tiêu, nhưng mà mình phải đợi cho mưa xuống. Nhưng mà bây giờ đền nó khô quá rồi, đợi không được nữa thì phải bơm nước vô tưới thôi. Đây, đây có một cây bơ nè. Đây là một cây bơ này chưa có ghép. Đợi cho nó lớn lớn một chút á, rồi sẽ ghép loại bơ này. Thấy không? Bơ này là loại bơ mà nó cho cái quả dài dài á. Bơ xịn không á nha. Mình ở thành phố nóng nực về đây thấy nó mát mẻ, thấy nó yên bình sao. Thì hiện tại là Mộc Mẫu Ba này, chủ nhân ở đây á, người ta cũng lớn tuổi rồi, nhà người ta không có trông nom được thì người ta bán luôn. Pháp lý rõ ràng, không quy hoạch. Sau này ở đằng sau đó là sẽ làm một cái con đường từ chỗ cây xăng chạy vô, cũng đường xe tăng chạy luôn. Mình dẫn các bạn đi tham quan sơ sơ cái vườn tiêu ha. Thì cái mẫu này, cái một mẫu ba này của Hiền cũng đang bán. Giá thì các bạn nào quan tâm á thì Zalo hay là nhắn tin cho mình qua số điện thoại 0902 2222 89 nha. Mình tên Duy, 19 tuổi. Đó, nhìn đã xanh mượt. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Cảm ơn các bạn và chào các bạn nha.